Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Peo. Và ngày hôm nay mình tìm thấy một cái map có tên là Bamboo Forest Adventure. Có dương kho báu bạn ạ, à, phiêu lưu vào rừng tre à. Có một cái ngôi nhà bằng tre trông khá là xịn bạn ơi. Xung quanh là rừng tre này. Xong rồi ghi là có dương kho báu, không biết là như nào, cái map này là map gì bạn ạ. Xong rồi giới thiệu map nhanh lên có điều bất ngờ. Map này thì cập nhật là tháng 11 năm ngoái này, cũng không phải là quá cũ đâu nhá. Có 37.000 lượt tải rồi, thấy không? Map này không có ai đề cử nha, mà vẫn có tận 37.000 lượt tải. Các bạn thấy chưa? Đó là lý do vì sao mình bảo là cái lượt tải nhiều hay không là hên xui lắm. Nếu mà mini world hiển thị cái map của bạn nhiều á, thì nhiều người thấy thì nhiều người tải về, đúng không? Còn kể cả mà có 10 người hay 100 người đề cử mà mini world nó không hiển thị cái map của bạn nhiều á, thì cũng chưa chắc là đã có nhiều người tải đâu. Cho nên là tôi cũng không biết là cái thuật toán hiển thị map của mini world như nào đây. Có những cái map mà nó hiển thị nhiều thì rất là bình thường thôi, nhưng mà xây chẳng có gì hay cả, nhưng mà hiển thị nhiều cử như các bạn đâu. Các bạn có để ý nhá, khi mà các bạn lên thư viện mini hay là các bạn vào sảnh liên thông mà luôn luôn thấy một vài map kiểu như là nào là trốn thoát khỏi cái này, hay là thoát khỏi cái này, hay chạy trốn khỏi bên này, hay là map kiểu như là cuộc chiến cái gì đó, hay là kiểu như là cái gì ta, parkour thì toàn parkour bực cầu vồng rainbow, xong parkour cái gì mà sắc màu các kiểu các bạn ạ. Đấy, nói chung là nó hay hiển thị mấy cái map kiểu vậy ấy. Xong rồi cho nên là nhiều người thấy, nhiều người cứ bấm vào, bởi vì là họ không thấy những cái map nó xịn xịn, thành ra là những cái map xịn xịn ít người tải. Mình cũng không biết các bạn ạ, có những cái map xịn nó vẫn nhiều người tải, nói chung là hên xui lắm các bạn ơi. Cái này tôi cũng không biết là menu tính toán như nào, cái này kệ đi. Thì để nói chung là hôm nay chúng ta sẽ chơi thử một cái map rừng tre ấy, phiêu lưu trong rừng tre, để coi thử xem nhanh lên có bất ngờ, xem bất ngờ gì các bạn nhá. Ok, thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ mẹ bé bạn ha. Rồi thì để coi em nào. Gì mà năm đầu năm mới mà đã bình luận trông chán vậy ạ? À, không, cái này thì bình luận lâu rồi, nhưng mà tự nhiên đầu năm mới nhìn cái bình luận này trông chán vậy ta. Dislike bạn ơi, dislike cái đó. Không sao, không sao hay là không xạo. Sao là SG mà đây là không sao, chắc là bạn ấy không bật tiếng Việt, chắc là không xạo. Ý là không xạo, tức là map hay không xạo đâu. Ý là vậy bạn ơi. Đọc qua lời bình luận tí nhé. Mình thấy tiếng Việt gì là dài mà. Ủa, mình mà thấy một bình luận tiếng Việt nó khá là dài. Map rất hay, địa hình lại đẹp, nhưng map này là từ sáng tạo chuyển thành sinh tồn, nên chê ở chỗ đó nha. Phải chê bằng sức lực của mình. Nhìn là biết là chuyển từ sáng tạo sang sinh tồn rồi, bởi vì làm gì có cái map sinh tồn nào mà xây cái nhà to như này mà chỉ có 0.99 mê, đúng không? Riêng việc các bạn đi bộ đi kiếm cái rừng tre rồi thôi đã hơn 1 mê rồi, đúng không? Chưa kể các bạn có xây cái nhà, các bạn đi kiếm vật liệu thứ bên nơi, đúng không? Này, ở đây tôi mới thấy là còn cửa thứ, đi ngồi chế tạo đi cho một bàn ghế không có thứ, làm gì có chuyện mà mê. Nhìn là 0.99 mê là biết ngay là map sáng tạo rồi. Ok bạn ơi, lôm nè. Chứ làm gì có map sinh tồn nào mà còn sao xanh lắm. Vào cái là sao xanh là biết rồi. Ok ok. Mặc cái bộ đẹp kéo du xuân đấy. Mà du xuân gì mà mưa này trời ơi. Đầu năm mới mà mưa, người ta ơi, tôi làm phép để anh em đợi tí nhập béo làm phép cho hết mưa nè. Đầu năm đi du xuân mà mưa này là không có vui bạn ơi. Đấy, làm phép phát, làm phép, ok ok ok, làm phép cái map hết mưa luôn. Rồi. Ồ, có nhà nè. Ồ, ui. Ồ, có hai nhà luôn nha. Bên này kiểu như một cái nhà ở giữa hồ bạn ạ. Một cái nhà ở giữa hồ nước. Cọc gỗ đánh giá là cọc gỗ này hơi bé. Cái nhà to như này thì cái cột gỗ này phải ít nhất là phải dày 4 ô đó. Không, ý là dày 2 ô ấy, tức là phải xây bằng 4 ô gỗ, đúng không? Đấy, trồng lên thì cảm giác nó chắc chắn được. Đấy, chứ cọc gỗ này cảm giác là hơi bé nha. Nhà này nhìn nó không chắc chắn lắm nè. Cái bố thuyền này, để lúa nước này, ui, lâu lắm rồi không thấy lúa nữa bạn ạ. Ok ok, bố thuyền sao mà tại sao không làm cái hàng rào mà làm cái cửa trông cái kỳ kỳ ấy nhỉ. Cái chuồng gấu trúc mà làm cái cửa nó hơi bị kỳ bạn ạ. Ok, bên này làm gì em bạn, vẫn có bình tĩnh ơi. Sao buổi sáng anh không đi ngủ đi mà anh vẫn đứng anh ném giáo em vậy? Alo, anh hơi kỳ nha, anh thợ săn ra nhân là hơi kỳ nha. Buổi sáng không ngủ con đi bắn mì bên này. Ồ, quậy cắm hẳn cờ chiến đấu với dân làng luôn mà, ghê vậy sao? Cái này ủa, một cái map sinh tồn nào mà cho tận 64 với cả 64 quỷ chuyển hay không? Trời ơi, đó nhìn là biết rồi mà. Ok, mình sẽ cầm tạm cái cung để phòng thân nhá.
Đấy, xem có biến cố gì mình sẽ tấn công bạn ạ. À, mình sẽ ăn đấy, xương xương tầm 100 sao thôi. Đấy, thì xương xương vậy thôi bạn ạ, 100 sao đủ rồi. Bên này ui. Ôi trời ơi, cả một phi tiêu độc độc này rồi. Ôi mình lấy cả cần nữa, cả xương xương này lấy này. Bông bên răng này chắc là cũng không cần lắm. Cái súng móc này ngon bạn ơi. Mình không biết là sinh tồn kiểu gì bạn ơi. Ôi mấy cái này thì mình cũng không cần bạn ạ. Cái này phải đi khám phá là chính thôi. Chứ mình cũng đâu có nhu cầu sinh tồn mình trong này đâu. Ồ, làm buồn nữa này. Ấy, cái kèm bắp này nó sẽ hoàn hảo hơn nhá. Nếu như bạn ấy làm cái sàn nhà này phải không? Nếu như làm cái sàn nhà này bằng tre thì nó sẽ hoàn hảo hơn bạn ạ. Ok, thôi thì mình sẽ giúp bạn chủ map trang trí lại cái sàn nhà bạn ạ. Tôi sẽ giúp chủ map làm lại cái sàn nhà bạn ạ. Mình sẽ làm lại sàn nhà cho. Đây, để tôi làm lại cái sàn nhà chủ map nha. Mình sẽ thiết kế lại cái sàn nhà bạn ạ. Với cả cái đuốc ở trên cắm trên bạn. Đuốc cắm bên trên là ngon hơn đấy. Cái cắm ở giữa sàn nhà hơi kìm bạn ạ. Đó, cái sàn nhà bằng tre mới chuẩn được, mới ngầu được. Đây nè. Nó phải như này bạn ạ. Nhìn nó khác biệt hẳn luôn á. Trong cái nhà nó nhà bằng tre, mình phải sàn nhà bằng tre mà không? Nhìn nó mới khác biệt bạn ạ. Nên mình không cần nữa nhá, bỏ qua đi. Mình tiết kiệm tí bạn ạ, tiết kiệm tí. Bởi vì cũng đâu cần phải che cái chỗ cầu thang đâu. Rồi, nó phải như này bạn ạ. Chết mình nhầm chết rồi. Ê, mày quá có rìu gỗ. Cứ tưởng là không có rìu bạn ơi. Mình từ đá thì nhầm từ đá chứ bây giờ đâu còn đồ gỗ đâu. Quên mất. Ngày xưa mà còn chế là đồ gỗ. Bây giờ là nhiều đồ gỗ bạn ơi. Rồi, mình rửa sang lại một chút bạn ạ. Cái nhà bức cửa. Bà khoan. Sao nãy giờ mình đào đất mà cái xẻng kim cương này nó lại không hỏng? Ủa? Thật luôn. Bạn thấy không? Nãy giờ mình đào mà cái xẻng kim cương này nó không hỏng. Bạn ạ, ảo chưa? Thế là bởi vì rượu cơ bạn ơi. Ơ, lại nhở? Lại với ta? Lạ vậy sao? Xẻng kim cương này nó lên xẻng thần chứ chả phải xẻng kim cương bạn ạ. Đào mà nó không hỏng luôn nè. Thế nó mới vì rượu chứ. Đấy, làm lại cái sàn nhà trông nó đẹp hẳn bạn ơi. Mình cắm lại một cái đuốc đi nhá. Đó, nhìn ra gì phết các bạn ạ. Ôi trời ơi. Đây, cắm thêm mấy cái đuốc ở góc nhà các bạn ơi. Cắm này nhỉ. Đấy, mình cắm hướng này. Ây à, không có đủ đuốc bạn ạ. Cái bên cắm xương xương này thôi nhỉ. Đuốc ai cắm ở đây bạn ơi. Trời ơi. Chắc là như vậy là cũng ổn bạn ơi. Ổn thế đấy. Ok bạn ạ. Cắm ở trên này. Tầng trên này. Cắm thêm một cái đuốc ở đây đi. Bên này cho sáng nhà này. Đó nó. Ok bạn ơi, vừa đủ hai đuốc luôn. Bắn cái thì ít nha. Ui, thật ra có dân làng trong này bạn ạ. Phòng này, ui. Sao có mấy hê bình đi. Bảy, mày này nhượn. Châu đánh lâu cũng chậm bạn ạ. Ok. Ui, trời ơi. Đánh xong rồi mình biết là có kiếm kim cương bạn ạ. Cay, thế bây giờ em ơi, đánh xong rồi mà biết là có kiếm kim cương thì cũng được. Thôi cất bớt đồ linh tinh đi bạn nhá. À, có tầng 3 ở đây, có tầng 3 này, cái sân thượng à. Sân thượng làm cái hàng rào tre bạn ơi. Mình tính là mình sẽ làm cái hàng rào tre bạn ơi, đợi tí nhá. Mình chế bản hàng rào tre đó. Thường chế tạo cái hàng rào tre bạn ơi. Cất bớt cái gì nhỉ? Nè, mấy cái nào mình không xài đến ta. Tạm thời với thế này đi. Sẽ làm cái hàng rào tre. Cần cây bức trúc à? Rồi. Bây giờ kiếm đâu ạ? Ê, bày quá.
Cứ tầm mà không có kê, cứ mà lại có này, có liền, có liền. Ít vậy sao? Ủa? Được 48 rồi ạ, nhiều nhiều tí nào. Ok bạn ơi, lên lại từ đi ngủ đã. Đi ngủ cho trời sáng bạn ơi. Hiện tại trời đang khá là tối bạn ạ. Trong giờ gì ạ? Ôi, áo choàng bạn ơi, áo choàng này. Là sao mày cái này bị đất nhỉ? Biết ai về mì này, ôi từ bánh mì này, bánh mì đi, bỏ cái quả dại đi. Không biết cái này cái gì màu đất đây. Ở đất thôi, bố đất không à? Ảo vậy ta? Chỉ có bố đất không thôi, chắc bị lỗi gì đó. Chắc là một cái khối nào đó mình không biết bạn ạ. À. Chết rồi, trả bơ trả đây, bơ nhà. Ok bạn ơi, mình dọn bớt đồ đó. Có xích sắt này, cái này bị thôi. Cái bê ngày xưa còn dùng để bê kiếm nhà lao, không biết bây giờ còn xài được không bạn ơi. Mình cũng không rõ nữa. Mà có gì mình sẽ test thử sau bạn ạ. Ok bạn ơi, rồi xương xương bên này nhỉ, để lên làm cái hàng rào trên sân thượng bạn ơi. Sân thượng này không làm rào là hơi kỳ nha, đó phải làm hàng rào như này. Đấy, bị như hợp lý hơn không? Rồi chứ mình là ôm bố. Ừ ha, mình quên biết là mình có thể đặt hàng rào bên ngoài mà, trời ơi. Ôi, chế nhầm cái cửa rào các bạn ơi. Ôi giời ơi, không sao, mình làm hàng rào, mình là người có điều kiện mà, đó mà. Mình là mình làm hàng rào bằng cửa ra bên này, nó đẳng cấp luôn đấy. Cái là một cấp là làm hàng rào bằng cửa ra bên này. Ghê bớm chưa đó. Tôi chơi hẳn làm hàng rào bằng cửa rằm luôn đấy. Nhà có đẳng cấp như này bạn ơi. Ghê bớm chưa. Đó, ông cây bị vướng này, chặt bớt đi nhá. Tỉa bớt thành cái lá cây bạn ạ, tỉa bớt đi nhá. Ok. Rồi. Xịn xò lê bạn ơi. Ok ok. Rồi. Chỗ này thì mình sẽ chỉnh sửa lại một chút này. Đó. Đó. Nhìn nó hợp lý phết bạn ạ. Được đấy, được đấy. Chỉnh sửa một kiểu này cho nó hợp lý bạn ơi. Đó. Ok phết nhở. Bị lại này. Đấy, ok rồi đấy. Rồi bạn ơi, rồi. Nhìn nó cũng ổn phép bạn ạ. Trong nhìn là cũng được chứ mà. Bữa cũng ra gì đấy, nếu mà chuẩn hơn thì mình sẽ làm cột này. Mình sẽ làm một cột nhà đây bạn ơi. Nhìn sẽ hợp lý hơn bạn ạ. Đây mình sẽ chỉnh sửa lại một chút nhá. Đây. Làm một cái cột nhà ở đây này. Đó. Nhìn nó sẽ ok la hơn bạn ạ. Rồi, mình sắp xây hai cột này thôi. Cái mấy cột kia kệ bờ nhá, kệ nó đi. Là xây tiếp cũng được, mình còn dư nhiều tre không? Dư nhiều tre này, cứ xây đi. Đó. Bốn góc luôn, mình làm một góc luôn. Chết nhầm. Đây. Làm bốn góc luôn các bạn ơi. Rồi, rồi, rồi. Xịn lề, xịn lề, xịn lề. Đấy. Ra gì lề bạn ơi. Úi xời ơi. Ok bạn ơi, đấy. Hoàn thành xong một căn nhà rồi. Để mình nhìn ngắm kẹp bên nào, ngắm bên ngoài bên nào. Mấy cột này trông đẹp phết hả. Ui. Nhìn được của nó phết bạn ạ. Đây này. Không bị đả trang trí này nữa mà thôi, nhìn hơi kỳ bạn ạ. Nên mình nghĩ là cũng hợp lý bạn ạ, nhìn cho ok ở đấy, trông đẹp ở đấy. Đó, nhìn cái nhà nó nét hơn hẳn bạn ơi. Thấy không? Nhìn cái bà trông nó sang hẳn bạn ơi.
bên phòng gì? Bây giờ chắc là nhà kho à? Này bây giờ chắc là nhà kho bạn ạ. Ok, buổi để đồ này xịn thì sao? Kem này rồi, mình vẫn để ngoài hình cái kem này, ngoài hình cái kem trông nhìn xịn phết nhỉ. Để nó trông kem đây nhà này gì ấy. Ôi, hey, có tầng hầm bí mật này chắc là đi mai à? Khả năng cao khu đi mai bạn ạ. À, chuẩn bạn ơi. Bên này là khu đi mai nhá. Có cái nhà gỗ màu nâu ở giữa hồ mới là nhà gì? Mình sẽ đi kiểm tra xem là cái nhà bên là gì nhá. Một cái nhà giữa hồ bận hơi. Ui! Bên à, bởi chắc là nhà của dân làm bận ạ. Đồ ui, đồ bà cũng nhiều phết bận hơi. Ui! Đồ đi mất thiểu ghê cho dân là ăn cái nhỉ. Này. Bánh mì đây, bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn bận ơi. Bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ui, mấy dân làn này, mấy dân làn này chưa có thuần phục bạn ạ. Ok ok, thế tầng 2 nào. Tầng 2 là phòng gì đây? Phòng ngủ rồi. Phòng ngủ do to mà cho đúng hai cái giường bạn ạ, hơi kỳ nhá. Tầng này sân thượng, ok. Hôm nay mình trải nghiệm thử sinh tồn trong thế giới tre bạn ạ. Đó, sinh tồn trong rừng tre. Chứ nó cũng được bạn ạ. Đấy. Khám phá thế giới rừng tre cũng ok là bạn ạ, nhà nhà khá đẹp chứ. Ok, chắc là video xin phép được cái tuổi thôi. Các bạn có cái gì muốn mèo béo làm rồi nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.